Hiện giờ thì mình đã đi đến dưới chỗ đường rẽ vào chợ Thuận Hòa. Đây là cây km 9 từ Hà Giang đường đi Đồng Văn này. Chỗ bên trên Đồng Hải đang đứng thì là con đường đi rẽ vào trong trang trại của chó Xính. Đấy, đây là cái điểm dừng chân cao nguyên đá Đồng Văn của Thuận Hòa là khu vực này đây. Thì nói thật sự Đồng Hải cũng rất là cảm động. Hôm nay thì mình đi về dưới quê để đi trước làm dỗ cho ông bố đẻ ra mình. Cháu Xính cũng có bắt một con gà rất là ngon và cái chân giò treo ở gác bếp ấy mà hôm vừa rồi mổ lợn cứ gọi chú Hải về nhưng mình không về được nên cháu đã treo để ở trên gác bếp cả thịt nữa thì mình nhỏ thôi mình không lấy đâu nhưng mà cháu vẫn cứ đem ra đây một cái chân giò với một con gà. Nói thật sự hôm nay mình về cũng rất là lỉnh kỉnh các thứ này, rượu này, rồi thì gạo nếp ở vùng cao một túm, rồi thì đỗ vùng cao, rồi hạt bí, nói chung là rất là lỉnh kỉnh các thứ. Và mẹ vợ của cháu Xính cũng bắt coi như biếu đầu hàng một con gà với cả mấy miếng thịt lợn thì bà phải cho vào đến hàng gần hàng yến thịt đấy nhưng mình không lấy, mình bảo là thôi để đây ăn. Nhưng mà bà ấy buồn nên là về sau mình cũng cầm đi hai miếng thịt lợn với cả nhận con gà của gia đình bà ấy. Nói thật sự là người vùng cao người ta nó như thế thôi, rất mộc mạc, người ta không nói được tiếng Kinh nhưng mà người ta khi người ta biết cái cảm ơn, biết những cái gì là mình đã nhiệt tình với người ta thì nói thật sự nếu mà mình không nhận cái quà đó thì người ta sẽ buồn, nên Đồng Hải cũng có nhận một số thứ. Đây này, bây giờ Đồng Hải đang lỉnh kỉnh đồ đạc quần áo rồi các thứ về. Nói thật sự là mình cũng không có thời gian về nghỉ lâu. Mình chỉ về đến 17 này dỗ bố xong là mình đã phải quay đầu lên trên đấy. Vẫn còn một số công việc dở ra trên đó nữa. Mình phải giải quyết xong nốt rồi mình mới nghỉ Tết. Giờ mình lại tiếp tục hành trình đi về dưới Tuyên Quang đã. Từ đây về nhà còn khoảng độ 160-170 cây nữa. Bây giờ thì hai anh em mình đã về đến nhà rồi. Nói chung là hôm nay đi đường thì nó hơi bụi bặm tí mới cả tối. Nhưng mà đi về đến nhà đã rất an toàn. Mẹ mình thì đang ở nhà với cả cái một bác giúp việc thì bác đã chuẩn bị cơm nước sẵn rồi. Đây, chị làm cái món gì ấy? Đậu à? Đậu thịt à? Vâng. Bắp cải xào. Đấy, đây là mẹ mình hồi này bà lại rất là khỏe đây. Có người có chị Thu nhờ. Chị ra chị giúp trông bà cho để cho anh em bọn mình đi làm cho cái yên tâm. Thì chị gái thì cũng cứ thỉnh thoảng lại đảo lên. Đấy. Đấy xem là han gà nào. Ổn mà. Có một chân không? Không người ta không đâu. Đây hôm nay mình về là có hai con gà. Ấy, cả tên nó chạy ra mất. Con gà của bà Mỉ của con với cả của cháu Xính và con này. Còn rượu thì đem về cho bà chị. Mình hôm nay mình còn mua được một mớ cua này. Bỏ vỏ cái cua ra đây Phong này. Bỏ cua ra sợ nó chết rồi mẹ. Thế đây cái túi này. Cái áo mặc ấm như vậy nhỉ? Nhưng mà em mặc hơi chặt rồi. Thế á? Giờ không mặc được thêm áo ở trong. Người tao thì bây giờ cái nào cũng lỏng. Mặc cái áo kia. Thế nào, bỏ ra thế nào. Bỏ ra xong cho ra cái gì. Sợ chết hết bố rồi. Buộc kín ý. Đấy, cua suối mà. Thế nào. Nó chết không? Nó chết rồi, đấy. 50.000 nhiều nhỉ? Cua suối đấy. Đây này, hôm nay mình đi qua chỗ Park Sum thì mình thấy một cái cháu người Mông bán làm cua thì ngon quá thì mình mua. Hình như cũng chết nó một hai con. Ừ, có chết, có mùi. Có một hai con là chết vứt lại đi ra luôn. Không cho tí cho cái xô ấy nhỉ. Cua này khả năng là ấy cũng được. Luộc ăn được nhỉ? Luộc. Tí luộc ăn nốt đi nhỉ. Cho cái chậu này nhé.
lâu lắm hôm nay mình lại quay về dế 31 này, đang chuẩn bị chợ Tết ở đây, hoa rồi thì cái Tết về đầu cầu rồi, nhưng mà năm nay chưa khí thế nhỉ, chợ Tết Tết vẫn còn vắng vẻ lắm. Đây gia súc gia cầm gà qué rất là nhiều, như mọi năm ấy, tầm này là ở dọc cái khu vực chợ 31 này là tương đối đông rồi, nhưng mà năm nay còn vắng lắm. Hôm nay mình ra ngoài chợ để tìm mua lấy bộ quần áo để hôm nay đem đến cho nhà tủa. Chờ bác. Vâng. Đấy, chợ quê nó như thế này đấy mọi người ạ. Cũng các cảnh nhà đồ nông thôn dân dã thôi, cây nhà lá vườn là nhiều. Bây giờ mình đã đi bán cổng chợ rồi, đây đi chợ bán núp. Chợ trung tâm xã Thái Sơn rồi. Mọi người ạ, về đến nhà thì thấy rất là mệt người, cái cảm giác nó như kiểu muốn ốm ấy, vì đang lao động thì bây giờ lại ở nhà chơi. Là chiều nay mình sẽ vào bếp. Thật sự là hôm qua lúc đi về qua chợ Bắc Sôm ấy thì mình mua được một túm cua. Cua suối ngon lắm, cua to như cái chén ấy mà họ bán có 50.000 một mớ to đùng. Về hôm nay thì mình đã luộc một số để mình ăn rồi, ăn cũng ngon như cua đá ấy. Còn lại thì mình đem cho vào máy xay sinh tố này, mình xay lên để nấu nồi canh này. Người ta thì nấu dâu tôm nấu với ruột bầu. Thế hôm nay mình chẳng có gì ở đây nữa thì mình nấu canh cua, nấu với quả bầu. Bầu đây đắt loi chứ, sợ thật đấy. Lúc còn quả bầu lúc là bao nhiêu tiền nhỉ? 50.000 quả bầu, cũng bé bé chứ to, dã man thật đấy. Không hiểu là lý do gì họ bán đắt thế. Còn đây là cái món thịt lợn của trên nhà bà Mỹ đây. Đấy, thịt lợn ướp muối và hun khói, mình rang lên, nói chung là ăn cũng rất là tuyệt vời. Tí nữa cắt mấy cái miếng nạc này cho mẹ ăn được này. Mà bà cũng ăn được cả mỡ mà lúc. Đấy, vẫn còn nhá, trưa nay đã nấu một nồi rồi này, xong chiều nay lại nấu tiếp một nồi nữa mà vẫn còn được. Chỗ này thì ngày mai nấu tiếp đây, cái này thì cho tủ lạnh. Ăn ra bắp cải trên dưới này nó chán lắm, nó không ngon. Mà hôm qua lúc mình đi về nó cồng kềnh quá, chứ nếu mình mua ít bắp cải ở chỗ Quyết Tiến thì bắp cải rất là ngon. Ôi, đây vẫn còn bao nhiêu chân cua này. Cái này tí nó hấp lại mà ấy chứ. Đấy. Cái chân cua mà mình mua cua ở trên chỗ Bắc Sôm nữa, cua này họ là cua suối đây nhưng mà rất là to. Đấy, nhìn cái càng nó này có khác gì cua đá đâu. À đây chú nhốt hang gà ở đây đây à. Đấy, hôm qua về còn có quà hai con gà này. Một con gà là của bà Mỹ tặng cho. Đến khi về đèo Ba Xi Măng về đến dưới chỗ Thuận Hòa ấy, thì để cho cháu Xính ấy, thì đã thấy cháu Xính treo ở đấy có một con gà, một cái chân giò mà hôm cháu Xính mổ lợn mà gọi đồng Hải không về được ấy. Cho cháu Xính phần cái chân giò, mấy miếng thịt treo nữa thì mình bảo thôi không lấy đâu, vì thịt treo ở trên này có nhiều rồi. Thế là cháu Xính lại xách xuống một con gà với cả một cái chân giò để cho Đông Hải đem về làm quà. Đấy.
Đây quà cho mọi người nhìn xem, mình hôm qua mình chưa dở ra, thật sự là về nhà mình mới dở ra đây. Đây là gạo, họ bảo là gạo nếp mà sao hạt gãy lắm, không biết là, đây là nếp vùng cao nó thế. Còn đây là vừng này, vừng đen ấy. Ở miền Nam đây gọi là mè. Còn đây đỗ mấy màu này, đỗ là nấu canh rất là ngon này. Còn đây là bao gạo đặc sản của An Giang thì là của chú Phong chú mua đem về. Hôm qua là mình còn cũng em ơi là còn à, cái quả túm mấy nữa chứ. Mấy túm này là túm hạt giống tam giác mạch, rồi thì bí, rồi thì dưa mông. Đặc biệt nhất hai can rượu này, hai anh em đều không uống rượu mà có như là qua làm cho hai can này là 8 lít rượu đấy. Thổ kênh càng lên, cái này thì tôi đem về để làm quà cho ông anh rể. Ông ở nhà suốt ngày ông ấy chăm sóc bà mình ở nhà mà. Đấy, bà mình thì trời lạnh lắm rồi bà cứ nằm đắp chăn thế này. Từ hôm qua hôm nay thì có hai anh em về nhà nên cái chị giúp việc ấy thì cho chị ấy về. Đến ngày mai ngày mốt mà hai anh em mình đi thì bác lại ra đây để coi như là làm giúp việc nhà, coi như nấu cơm nước với cả nói thật sự là cũng chỉ làm bầu bạn tâm sự với mẹ mình cho vui thôi. Còn mẹ mình giờ vẫn khác đi lại, thậm chí bà vẫn còn tự nấu ăn được cơ. Đấy, hôm nọ đi lên nhà cháu Xính coi như là đi có một tay để một tay cầm điện thoại mà đi, thế là hôm nay về mình phải chế cả buổi đấy, mình mới chế được cái giá để mình mới chế được cái giá để gá máy lên trên xe máy đây mà cũng chưa thử nghiệm xem không biết có ăn thua gì không. Lắp thì rất là chắc chắn rồi đấy, cái này vặn này nó rất là chắc. Ngày mai sẽ thử nghiệm thử xem. Đấy, giờ thì cơm nước thì mình cũng đã nấu xong rồi. Đấy, cơm thì ăn dân dã này đấy. Thịt này thì hôm qua đem ở trên nhà bà Mỹ về. Còn đây là món cua thì mình mua ở chỗ Park Sum ấy. Đây là nhìn nó cua ngon không? Cái đầu tiên mình tưởng là cua đá cơ, nhưng mà họ bảo đây là cua suối, suối trên vùng cao, nó cua to mà rất là béo. Đấy, còn đây là món canh cua nấu với bầu. Thì nói thật sự là mình không khêu gạch, do đó mình cho giò xay tất nên nó không nổi vào gạch đâu, nhưng mà thịt nó rất là nhiều này. Đấy, mọi người nhìn thấy ngon không? Đấy, cái thịt cua đấy rất là tuyệt vời luôn. Còn đây mẹ mình thì năm nay cũng ngoài 90 rồi, và năm nay là 92 tuổi nhưng mà rất là minh mẫn, và bà vẫn cứ khác đi lại trong nhà, rồi thì thậm chí là khác tự nấu ăn chứ không phải có người dìu đỡ gì đâu. Nhưng mà trước đây ấy, thì có bà chị gái mình ở đây bà trông nom bà, và bây giờ thì chị cũng bận công việc các thứ ở nhà nữa, thì mấy anh em mình với em chú mới bảo là thôi tìm thuê lấy một bác, thì cũng có bác đến làm giúp việc cho nhà mình được 2 tháng nay rồi. Thì ở đây thì hôm qua hai anh em mình về thì mới cho bác ấy về nghỉ mấy hôm, rồi đến ngày mai ngày mốt anh em mình xong việc đi thì bác lại ra. Được cái là bác ấy ở gần đây, bác ấy là bạn với chị gái mình mà lại rất hợp với bà, hai bà con cứ thủ thỉ với nhau.
Đi ăn cơm đi chú ơi. Chú Phong ơi, ăn cơm đi. Đây. Muộn rồi.